cộng đọc với Quỳnh Anh nào. Lớp chúng mình rất rất vui. Tiếp nhá. Câu thứ hai nào. Bạn nào có thể đọc cô Linh nhá. Linh đọc cho cô nào. Anh em ta chan hòa tình thương. Đúng rồi, cả lớp đọc với cô nào. Anh em ta chan hòa tình thân. Tiếp nhá. Linh nhá. Như keo sơn anh em đẹp lắm. Như keo sơn. Nha. Chữ này là chữ ư. Nhớ. Nó nhìn giống như thế. Nha. Bây giờ các bạn đọc cho cô này. Các bạn cho cô biết chữ này chữ gì nào. Chữ này chữ gì nhỉ nào. Ô, đúng rồi. Chữ này chữ gì nhỉ? Ừ. Giờ cả lớp đọc cô nào. Ừ. Mình đọc lại nhá. A. A. Á. Á. Ớ. Ớ. E. 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 U. U. Ư. Ư. I. 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 O. 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 Ơ. Ơ. Đấy, nó chỉ có 5 dấu. Là huyền sắc hỏi ngã nặng. Nhá. Bây giờ các bạn làm luyện với cô một chút này. Khi dấu còn huyền, ví dụ như là bà, dì. Còn bây giờ cô lấy ví dụ như trong gia đình nhá. Thanh ngang là ông, bà, bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, anh, em, con, cháu, đã, đủ nhá. Khi mà chúng ta về Việt Nam, mọi người đến đón chúng ta thì quây quần rất là đông đủ họ hàng, gồm có ông, bà, bố, mẹ, cô, dì, chú, bác, anh, em, con, cháu, tất cả mọi người đón chúng ta. Sắp đến Tết rồi hay bạn. Sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân này em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Bây giờ cô bố ạ. Con chào bố ạ. Con chào mẹ yêu. Con chào mẹ yêu. Con đi học nhé. Con đi học nhé. Chiều con lại về. Chiều con lại về. Rồi. Giờ cả lớp mình hát với cô bài này nhá. Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Giỏi lắm. Lại nào. 2, 3. Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Giỏi lắm. Bây giờ cô không hát, cô lắng nghe các bạn hát nhá. Con chào bố ạ. 2, 3. Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Giỏi quá. Bây giờ bạn nào mà không nhìn lên trên bảng mà có thể hát được không? Giống như cô này. Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Nam nào. Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Ô, cả lớp hát bạn nào nha. Cô muốn con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Con chào cô ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Long nào, con chào cô. Dạ. Long này. Con chào cô. Con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về. Bạn nào thấy lại lên lớp này, cô cầm này, bài sắp đến tên chúng mình nhìn vào tất cả những cái giáo đang thank you.
sắp đến Tết rồi, đến trường rất vui. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Ngày đàn ngày áo mới nghe, ai cũng vui một về. Mùa xuân ngày em đã ngân, biết đi thăm ông bà. Sắp đến Tết rồi, về nhà rất vui. Mẹ làm bài áo mới nhé, ai cũng vui mừng về. Mùa xuân này em đã nấu, biết đi thăm ông bà. Mùa xuân này em đã lớn, biết đi thăm ông bà. Bạn Trạng Quyên đã vẽ bánh trung thu này, cành đào này, rồi là pháo hoa này. Còn em bé Quyên thì đã vẽ được cái bông chó rất là dễ thương như thế này. Các bạn lần lượt cho chúng ta xem nhé. Đây là bài vẽ của bạn Việt Anh và bạn Thu Nhi. Các bạn đã vẽ hình ảnh chó rất là hồn nhiên như thế này, rất là đáng yêu như thế này. Và đầu thì hôm nay các bạn đã chỉ đọc hát, các bạn đọc cái bộ tập của chúng ta sẽ được đọc từng đồng hốc nhất. Và chúng ta nhìn thấy cái rất là đẹp, mà vẽ rất là đẹp, trình đầy chuẩn. Cô đã bây giờ cô phải tặng luôn chúng ta ba điểm của cậu thôi, một điểm của mẹ cậu. Thank you.
Chào mừng mùa